Mang mình núi sông. Tác giả Tiên Sa Lê Luyến. Người lính nhanh nhẹn nghiêng mình tránh đòn, rồi bằng tay trái rất chính xác, cú đấm như sấm sét tung thẳng vào bộ mặt kiêu ngạo có đôi mắt một mí của tên đồng minh đồ con. Nó ngã vật ra đằng sau, máu từ hai lỗ mũi túa ra lênh láng trên sàn nhà. Tên lính Nam Hạt thứ hai cao lêu khêu, trên ngực áo bên trái có thêu nắm đấm hai chấm. Vừa nhảy ra thì ngọn tảo địa cước của người lính Việt Nam nhanh như chớp phóng vút đến, quét ngang vào ống chân địch thủ, đốn ngã tức khắc tên ngoại quốc, bắt hắn nằm dài xuống bên cạnh đồng bọn. Tên thứ ba đầu cạo trọc lóc, đang đứng tán tỉnh cô cách sơ cạnh đó, thấy bạn bị tấn công, chưa kịp mó tay vào súng thì bị nguyên một thermos nước sôi đập mạnh lên đầu. Có tiếng vỡ giòn giả của thủy tinh, tiếp theo là tiếng kêu la ong ỏng của tên lính Nam Hàng bị phỏng. Nó nhảy lòi chòi, hai tay phủi lia lịa trên chiếc áo bốc khói và bất ngờ bị lãnh thêm một cú quạt ngang dữ dội bằng tay phải của người lính Việt Nam vào cằm. Nó dòng đầu vô vách tường nằm thẳng cẳng, cùng chung số phận với hai tên trước. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa xuất hiện thêm một người lính áo trần hoa rừng thứ hai, trên tay lầm lầm cây súng Browning. Khách đang uống cà phê hoảng hốt, cuống cuồng chạy túa ra sân. Vài người lính Việt Nam xa lạ, thấy lính mình đánh nhau với lính ngoại quốc, cũng xông vào binh vực chiến hữu. Họ nhanh chóng dồn bọn lính Nam Hàn vào một góc nhà và tước hết súng đạn của chúng. Người thanh niên trẻ tuổi mặc quân phục rằn ri, đầu đội beret đỏ, dáng rắn rỏi phong trần, vừa hạ đo ván ba tên lính Nam Hàn. Nghiêm sắc mặt nói với chúng bằng ngôn ngữ tiếng Anh đúng giọng. Các anh là những người bạn đồng minh, đến đất nước chúng tôi để giúp chống lại cộng sản. Chúng tôi cảm ơn. Nhưng các anh không được vi phạm luật pháp, khinh khi và xúc phạm phụ nữ Việt Nam. Các anh hiểu chứ? Ba tên lính Nam Hàn gật đầu, lết thết bò dậy dìu nhau đứng lên. Chúng lật bật nói xin lỗi và ngỏ ý xin lại vũ khí. Người thanh niên quay qua phía các chiến hữu, giọng anh bỗng nhẹ xuống, hiền lành. Quân đội nào cũng có những người lính vô kỷ luật, ba gai. Bọn này ý mình lính viễn chinh nên hóng hách lộng hành, tưởng rằng không ai dám làm gì. Nhưng chúng ta đã dạy cho chúng một bài học để nhớ đời. Cảm ơn các chiến hữu đã ra tay tương trợ. Bây giờ chúng đã nhận lỗi, vậy xin quý vị hãy trả súng lại cho chúng. Nhưng nhớ là lấy hết đạn ra nhé. Quay sang phía người bạn, anh vỗ vai cười nói. Hết chuyện rồi em, cất súng đi kẻo bà con sợ. Chờ ba người lính ngoại quốc đi khỏi, chàng thanh niên cười cười, nói đùa với cô gái Thu Ngân. Chà, cô cũng gan cùng mình không sợ karate, dám chơi cả phích nước sôi lên đầu nó, quả đúng là con cháu bà nữ tướng Bùi Thị Xuân. Cô gái tuổi chừng ngoài 20, dáng người mảnh khảnh, mặt vẫn còn tái vì sợ, cúi đầu e thẹn nói. Thấy nó sợ tới súng, hoảng quá nên ra tay đại, không kịp suy nghĩ. Đến lúc bị nóng nước sôi mới chợt nhớ ra, làm liều thôi chứ có gan góc gì đâu. Phải chi em cũng giỏi võ như anh, thì làm gì bọn nó dám nói tục, còn vuốt mặt, vuốt vai người ta nữa chứ. Cả đám lính cười ồ lên vui vẻ khi nghe cô gái nói ra sự thật. Họ kéo nhau trở lại bàn, tiếp tục ngồi nhâm nhi ly cà phê uống dở. Đợi mọi người quay ra hết, anh lính đặt lên quầy tính tiền tờ giấy bạc 500, bảo đó là tiền trả cà phê và bồi thường thiệt hại trong quán. Nhưng cô gái nhất định không chịu nhận. Người lính căng vặn. Cô là chủ hay là người giúp việc mà có quyền quyết định chuyện bồi thường? Em tuy không phải là chủ, nhưng cũng có thể quyết định được việc này.
Anh đã ra tay giúp đỡ bên vực đàn bà con gái. Em cảm ơn còn chưa hết, làm sao dám lấy tiền của anh? Người lính phì cười vì tiếng đàn bà con gái nhập nhằng của cô chủ quán. Đàn bà hay con gái đây? Anh lắc đầu, nhún vai rất kiểu cách, nhón tay lấy lại tiền, rồi mỉm cười gật đầu chào cô gái quay ra. Một thoáng trôi nhanh, bỗng cô như chợt nhớ ra điều gì, vội kêu lên. Anh lính ơi, xin cho biết tên để mai mốt gặp lại em còn biết mà xưng hô. Không nghe tiếng trả lời, chiếc xe Honda 90cc tống ga rú mạnh lên, mang hai quân nhân chạy vút đi. Bên tai họ còn nghe văng vẳng tiếng cô chủ quán. Mai mốt nhớ ghé lại quán em uống cà phê miễn phí nghe hay anh. Ba hôm sau, lúc 10 giờ sáng, sân trường trung học vào giờ ra chơi, học trò túa ra như bầy ong vỡ tổ. Đám con trai chạy nhảy đùa giỡn, đám con gái tùm năm tùm ba, to nhỏ thì thầm. Cô giáo dạy Việt văn thật trẻ rời lớp học, thong thả rảo bước dọc theo hành lang về phòng giải lao. Vừa đón ly nước từ tay người bạn đồng nghiệp thì người tùy phái bước vào, nói nhỏ. Thầy hiệu trưởng cho mời cô lên gặp. Bước chân vào văn phòng, cô giáo chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy người lính hôm nào đã vì cô ra tay nghĩa hiệp, đang ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng. Hôm nay trông anh trẻ trung và bảnh bao trong bộ quần áo thường phục. Anh cúi chào cô giáo như người xa lạ, chờ cô ngồi xuống, vị hiệu trưởng mở lời giới thiệu. Ông đây là phụ huynh của cháu Hương, học sinh lớp đệ thất B. Và đây là cô Thạch Thảo, giáo sư Việt văn và cũng là cố vấn của lớp cháu Hương. Thầy nhìn cô giáo trẻ rồi nói rõ lý do. Bố cháu đến liên lạc với nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong thời gian mấy tháng gần đây, việc học của cháu bỗng nhiên bị sa sút. Cô giáo phụ trách lớp chắc hẳn phải hiểu rõ hơn hết. Vậy đề nghị cô và ông làm việc trực tiếp để kịp thời giúp đỡ học sinh. Cô giáo lĩnh hội ý kiến của vị hiệu trưởng và đứng dậy mời người lính qua phòng hồ sơ để xem điểm từng môn học cụ thể của cháu Hương. Đặt trước mặt anh những trang giấy kết quả học tập hàng tháng, cô giáo so sánh và xác nhận điều quan tâm là chính xác. Quả vậy, đang là học sinh giỏi, bỗng nhiên Hương trở thành kém trong 2 tháng trở lại đây. Tháng trước tôi có gửi thư mời phụ huynh của cháu đến trường, nhưng rất tiếc là gia đình không có ai đến. Cô giáo giải thích sự việc. Khuôn mặt người lính chợt tư lự, buồn bã. Anh trầm ngâm giây lát rồi rầu rĩ trả lời cô giáo. Gia đình cháu đơn chiếc quá. Tôi thì bận việc nhà binh, ít khi có mặt ở nhà. Lúc trở về mới được bà ngoại của cháu cho hay, nên vội vàng đến đây ngay. Cô giáo Thảo ngạc nhiên tự hỏi, thế còn mẹ của cháu đâu? Nhưng nhìn bộ mặt âu sầu của người lính, cô lại thấy ái ngại, nên im lặng nói qua ý khác. Anh đừng lo lắng quá, thường con gái tuổi bằng cháu Hương vốn hay có những biến động tâm lý bất thường, nhưng chỉ như cơn gió thoảng. Anh cứ bình tĩnh tìm hiểu sự việc rõ ràng. Tôi tin mọi điều rồi sẽ ổn cả thôi. Lấy trong sách tay ra tấm danh thiếp, cô giáo trao cho người lính rồi nói tiếp. Trong đó có ghi số điện thoại của nhà trường. Anh cứ gọi gặp tôi mà không cần phải đến lớp nếu bận. Người lính gật đầu cảm ơn. Anh nhìn vào tấm danh thiếp có ghi rõ họ tên cô giáo, Lê Thị Thạch Thảo và số điện thoại của trường học. Một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt thoáng qua làm người lính mỉm cười một mình. Vừa lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu chấm dứt giờ giải lao. Anh đứng dậy chào từ giã. Thảo cũng đứng lên theo. Xin anh để lại tên họ và địa chỉ. Trường học sẽ liên lạc mỗi khi cần thiết. Tên tôi là Trần Đình Đá. Xin cô giáo liên lạc với tôi ở địa chỉ của nhà cháu Hương.
Thảo gật đầu nhưng lại thoáng nghĩ, tên gì mà nghe kỳ cục ghê. Cô nói nhanh vừa đủ người lính nghe. Mời anh hôm nào ghé quán uống cà phê nhé. Cảm ơn cô giáo, chắc chắn rảnh việc tôi sẽ ghé. Người lính khẽ đáp rồi quay đi. Vào giờ học hôm sau, cô Thảo gọi riêng Hương ra hỏi chuyện. Khi được biết lý do bố cháu tìm đến trường ngày hôm qua, Hương tỏ vẻ xúc động. Em thành thật trả lời những câu hỏi của cô giáo. Thì ra câu chuyện thật đơn giản. Tất cả xuất phát từ lòng hiếu thảo của một đứa bé, thấy cảnh nhà nghèo túng quá nên đã tự ý đi tìm việc làm, kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Do đó cháu ít có thời gian chuyên cần bài vở nên việc học bị sa sút. Nhìn vẻ mặt sờ sệt và tiều tụy của đứa học trò gái tuổi mới 13, lòng Thảo bỗng quặn thắt. Cảnh nghèo không những là nỗi lo âu của người lớn, mà còn là mối bận tâm của cả những đứa bé chưa kịp lớn với đời, biết suy nghĩ. Cô giáo tự hỏi, phải làm thế nào để giúp đỡ đứa bé hiếu thảo này? Cô quyết định đến nhà Hương để tìm hiểu đời sống của cháu. Đồng thời cô cũng tò mò muốn biết chút đỉnh thân thế, gia đình của người lính trẻ dũng cảm mà cô mến phục. Ngôi nhà ngói cổ kính, đầy vẻ rêu phong, nằm ẩn mình sau mấy lùm tre già. Cái sân lát gạch cũ kỹ loang lổ nối liền với con hẻm nhỏ. Tất cả như đã tàn tạ với thời gian, chỉ còn phảng phất đôi chút dáng dấp của một thuở quá khứ vàng son xa xưa. Một bà lão trạc tuổi ngoài 60 ra tiếp Thảo, mời nàng ngồi trên bộ tràng kỷ còn lại duy nhất ở trong nhà đặt trước bàn thờ. Đỡ ly nước trên tay bà mời, Thảo bắt đầu thư chuyện. Nàng đề cập đến mối bận tâm của thầy cô giáo về việc học hành đột nhiên kém sút của Hương. Nghe nhắc đến cháu, bà lão tuổi thân sụt sùi khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má khô hóp nhăn nheo. Bà lấy tay áo quẹt ngang, rồi chậm rãi kể lại chuyện đời của đứa cháu ngoại bất hạnh, mà tưởng như đang thì thầm tâm sự câu chuyện của chính cuộc đời bà. Bà Hương đoản mệnh qua đời vào lúc cháu vừa lên 6. Hơn một năm sau, cháu lại mồ côi cả mẹ khi một tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường mẹ đi làm về. Gia đình bên nội ở tận mãi miệt miền Tây xa xôi. Quê mẹ chỉ còn lại duy nhất ông bà ngoại tuổi đã già. Thương cháu sớm côi cút nên mang về đùm bọc, nuôi cho ăn học. Mấy năm đầu ông ngoại còn sức khỏe, đi làm thuê làm mướn. Cộng thêm số tiền trợ cấp cô nhi quả phụ của ba cháu nên cũng đắp đổi sống được qua ngày. Nhưng kể từ lúc ông ngoại qua đời thì cảnh nhà lâm vào cơn túng quẫn. Hương đã có lúc muốn bỏ học đi tìm việc làm nuôi bà. Nhưng nó còn bé quá, biết làm gì đây? Có nơi nào chịu thuê trẻ con làm việc? May thay, có mấy bác mấy chú ngày trước ở cùng đơn vị với ba cháu biết được hoàn cảnh. Họ đồng lòng đóng góp, đài thọ giúp cháu tiếp tục ăn học hàng tháng. Từ đó đến nay cũng được 4 năm rồi. Tưởng đầu như thế là đã ổn. Không ngờ con bé vẫn giữ ý định tự lập, không chịu ý lại vào ai. Cách đây vài tháng, nó xin được một chân phụ việc rửa chén bát, lau dọn bàn ghế, thức ăn thừa cho một quán ăn ở dưới phố. Thấy cháu siêng năng, họ ép nó làm việc nhiều mà trả công thì ít ỏi. Tội nghiệp cháu tôi, làm việc chẳng bao nhiêu ngày mà trông nó tiều tụy thấy rõ. Xót xa quá, tôi bảo nó ở nhà nhưng cháu không chịu, lại còn năn nỉ tôi giấu cả bạn của ba cháu nữa. Tháng đầu kiếm được tiền, nó mừng lắm, mang về khoe và giao hết cho bà ngoại giữ. Thấy cháu được việc, người ta bắt nó làm thêm cả ngày thứ bảy chủ nhật. Do đó cháu không có thời gian học bài, nên chi việc học bị sa sút, thua chúng kém bạn. Phiền lòng cô giáo phải đến từng nhà tìm hiểu. Ngồi nghe bà lão kể chuyện mà lòng Thảo bồi hồi thương cảm, không cầm được xúc động.
thì ra là vậy. Thảo không hề nghĩ rằng đứa học trò bé nhỏ của cô lại sớm gặp quá nhiều bất hạnh của cuộc đời. Phải chịu cảnh phũ phàng ngang trái vì miếng cơm manh áo. Phải lăn lộn vào xã hội khi tuổi đời còn quá bé bỏng, lúc ăn chưa no, lo chưa tới. Cô xót xa đau đớn trong lòng, đắm chìm trong suy nghĩ miên man với câu hỏi phải làm thế nào để giúp đứa học trò hiếu thảo đầy nghị lực này sớm thoát cảnh nghiệt ngã của số phận. Còn nữa, bà lão kể là cháu Hương mồ côi cha từ tấm bé. Vậy tại sao người lính lại nhận là cha của nó? Chẳng lẽ còn ẩn tình, khúc mắc gì khác hay sao? Thảo phân vân và cuối cùng quyết định phải tìm hiểu cho ra sự thật. Cô nhẹ nhàng nói với bà lão. Thì ra Hương là đứa bé tốt, sớm có suy nghĩ của một người lớn. Nhưng thưa bác, cách đây mấy hôm có một người đàn ông tên Trần Đình Đá, nhận là cha của cháu, đến trường hỏi về chuyện học hành sút kém của Hương. Vậy bác có biết người đó là ai không? Bà lão nghe cô giáo nói, ngơ ngác một hồi, không hiểu chuyện gì. Mãi lúc sau cụ mới trả lời. Tôi không biết ai tên là Đá, nhưng có một chú lính ngày xưa là anh em kết nghĩa với ba nó, thường đến thăm chúng tôi và nhận cháu làm con nuôi từ khi ba nó mất. Bác có biết tên người đó không? Chú ấy tên là Thạch. Trong phút chốc, Thảo như chợt hiểu ra mọi khúc mắc của vấn đề. Cô thầm mỉm cười và thấy lòng vui vui vì tính bông đùa nghịch ngợm sâu sắc của người lính trẻ dễ thương. Cô giáo an ủi bà cụ. Xin bác đừng lo lắng thái quá, sự việc cũng chưa đến nỗi trầm trọng lắm. Hương là đứa bé hiếu thảo, là học trò ngoan. Cháu sẽ cố tìm cách giúp đỡ để Hương sớm có lại thời gian học hành đàng hoàng như trước. Nhờ bác nhắn với ông Thạch đến gặp cháu để cùng bàn bạc phương cách giúp đỡ Hương. Cô giáo chào từ giã bà cụ ra về trong lời cảm ơn và sự hy vọng tràn trề của người tuổi già còn nặng lòng với tương lai đứa cháu ngoại bé bỏng. Trời chớm thu, những cây vong đồng cao lớn đầy gai nhọn hoắt bắt đầu thay lá. Khoảng không gian trần trụi bỗng thấy xuất hiện những đám mây đen bay lững lơ lãng đãng. Trời trở gió vần vũ như chuyển mưa. Chiếc xe Honda 90 phân khối chở hai người lính mũ đỏ đổ xịt trước cửa quán. Họ thong thả đi vào, chọn chiếc bàn trong góc vắng rồi gọi hai ly cà phê đá. Quán cuối tuần đông khách, nhưng Thạch Thảo vẫn nhìn ra được người quen. Cô rời quầy tính tiền, tiến về phía hai người lính. Nụ cười tươi nở tròn trên môi, Thảo mở lời trước. Chào hai anh, lâu quá rồi mới thấy anh Đá trở lại quán uống cà phê. Hai người đàn ông lịch sự cúi chào đáp lễ. Người lính có tên Đá lên tiếng trước. Chào cô giáo, cô vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh, chỉ có Đá mới không bị đau ốm thôi, chứ con người bằng xương bằng thịt làm sao có thể khỏe mãi được hả anh Thạch? Cô gái bắt đầu khai chiến, mở màn trận đấu bằng cách nhấn mạnh hai chữ Đá và Thạch. Hai người lính hiểu ý, ngầm đưa mắt nhìn nhau trao đổi, rồi họ bật cười xòa vui vẻ vì câu nói móc hóc búa ẩn nhiều ngụ ý của cô giáo chuyên dạy môn văn. Thì ra cô giáo đã biết tên tôi. Có gì quan trọng đâu anh. Đá hay Thạch cũng đều đồng nghĩa là vật vô tri vô giác, chẳng khác nhau gì. Chỉ khác ở chỗ là người ta muốn gì khi dùng chữ. Người lính tên Thạch nhún vai thè lưỡi, cười nói. Bội phục, quả là văn chương uyển ngữ của nhà giáo dạy văn có khác. Nhưng tôi chỉ đùa vui thôi, chứ không có ý gì xấu. Mong cô Thảo thứ lỗi. Lời nói của người lính cởi mở chân thật. Bộ quần áo hoa rừng bạc màu, nét sương gió dàn dày trên khuôn mặt, nhưng vẫn không che lấp hết được phong thái nhã nhặn, lịch thiệp của người trai trẻ, vốn sinh trưởng từ thị thành,
chấp nhận dấn thân vào trò chơi sinh tử của chiến tranh, xông pha vào chốn lửa đạn hiểm nghèo để làm tròn bổn phận người thanh niên trong thời loạn. Thảo bỗng nhiên thấy bối rối khi chạm phải ánh mắt cương nghị và thu hút của người lính. Cô nhìn lảng đi nơi khác và nói: "Có lẽ bà cụ đã chuyển lời nhắn của tôi đến anh. Tội nghiệp cháu Hương, ngoan hiền hiếu nghĩa. Anh là bố nuôi, còn tôi là cô giáo cố vấn. Vậy chúng ta phải có trách nhiệm tìm ra giải pháp tốt nhất để giúp cháu ổn định lại việc học và đời sống. Hai anh có ý kiến gì không?" Nhắc đến đứa bé, khuôn mặt hai người lính thoáng buồn. Giọng Thạch nhẹ xuống như lời tâm sự: "Cha của cháu Hương là nghĩa huynh của chúng tôi. Anh vắng số tử trần. Tiếp theo là mẹ cháu đoạn mệnh ra đi, nên chúng tôi rất thương cảm hoàn cảnh côi cút của cháu. Nhưng khổ nỗi anh em ai cũng có phần đời riêng phải lo toan, nên không thể giúp cháu trọn vẹn." Người lính bạn của Thạch tiếp lời: "Khi được cô báo về việc học hành sút kém của cháu, anh em chúng tôi đã ngồi lại với nhau tìm cách giải quyết. Nhưng tính toán mãi vẫn không thể làm gì khác hơn. Chỉ duy nhất là chúng tôi cố gắng trích thêm mỗi người một ít tiền lương để tiếp tục giúp cháu ăn học, khỏi phải đi làm thuê làm mướn tội nghiệp." Thạch Thảo nhẹ nhàng góp ý: "Theo tôi các anh không cần phải làm như vậy. Cháu đã có chí tự lập, muốn chứng tỏ mình là người lớn biết suy nghĩ. Đó chính là sự trưởng thành đáng mừng của một đứa bé. Tại sao chúng ta không khuyến khích? Tôi đề nghị mình nên tìm cho cháu một công việc tốn ít thời gian và vừa với sức khỏe của một đứa bé gái, để cháu có thể vừa làm vừa học tốt như xưa." "Biết tìm đâu ra một công việc như vậy hả cô?" Thạch Thảo trả lời như đã có sẵn chủ ý: "Tại sao các anh không nghĩ rằng ở nơi đây, tại quán cà phê này, sẽ rất cần những đứa bé ngoan, hiền và giỏi giang như cháu Hương làm việc?" Hai người lính bất ngờ trước lời hứa của cô giáo. Họ ngơ ngác một giây rồi reo lên mừng rỡ. Hồng, bạn của Thạch, không kìm nổi sự phấn khởi. Anh vui vẻ tuyên bố là sẽ tổ chức một bữa tiệc để khoản đãi cô giáo. Đúng hẹn, cuối tuần sau, Thạch lái xe Jeep đơn vị đến đón Thảo đi dự một bữa tiệc nhỏ do nhóm bạn của anh tổ chức để cảm ơn cô giáo đã giúp họ giải quyết một vấn đề nan giải. Thảo có dịp làm quen với những người lính trẻ có giọng nói của cả ba miền đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời riêng tư. Họ quy tụ lại dưới một màu cờ và trở thành một đội ngũ đa năng, mẫn cán của một binh chủng đặc biệt trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tâm họ sáng ngời chính khí, hành động họ quyết liệt với kẻ thù phương Bắc, để những căm hờn và những nấm mồ chôn tập thể của hàng trăm, hàng ngàn người dân vô tội của một Tết Mậu Thân tan tóc không còn có cơ hội tái diễn trên quê hương thân yêu miền Nam của họ. Thoáng e dè ban đầu xóa tan đi mau chóng khi Thảo tiếp xúc với những người lính mang nhiều huyền thoại này. Thảo thấy họ chân thật, cởi mở và dễ mến, khác với những lời đồn đại khắc nghiệt của người đời. Họ vô tư và giàu tình cảm như chưa hề bao giờ biết đến đau khổ là gì. Không ai nghĩ rằng cuộc đời vô thường của họ lại là nguồn thi hứng của thế nhân đã sáng tác ra những vần thơ trác tuyệt, thật hào hùng nhưng cũng đẫm đầy máu lệ. Nhìn những khuôn mặt trẻ trung vui vẻ, khó ai tin rằng chiến trường đã tôi luyện họ trở thành những con người có bản lĩnh chọc trời khuấy nước, thừa gan dạ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc giành giật sinh tồn đầy khắc nghiệt của chiến tranh tàn bạo để giành về chiến thắng. Họ bình thản đối diện với hiểm nguy đến độ dửng dưng, để bình tâm tìm ra lẽ sống trong muôn vàn cái chết luôn rình rập đợi chờ. Họ không kiêu ngạo xem thường những thử thách sinh tử, nhưng chính những công tác đặc biệt mà họ phải thực hiện sau hậu tuyến địch cũng đủ nói lên gan ruột của họ.
Ngoài ra, trong cuộc sống đời thường, họ là những chàng trai dễ thương, yêu đời và nhiều mơ mộng lãng mạn với tình yêu đôi lứa. Bữa tiệc lính tuy đơn sơ, nhưng Thảo cảm nhận được thêm đôi điều chân lý. Thì ra, cuộc đời đâu phải chỉ sống cho riêng mình là đủ. Bởi chiến tranh không tự nang một ai, nó tàn phá mọi thứ, mọi nơi và mọi người. Bất cứ ai cũng phải mang hậu quả do nó gây ra bằng cách kiểu này hay khác. Do vậy, miền Nam tự do cần phải thực hiện ngay một cuộc chiến tự vệ để chống lại hiểm họa xâm lăng của Cộng sản Việt Nam và quốc tế, dầu phải hy sinh tất cả. Người lính Việt Nam Cộng Hòa là hình ảnh kẻ sĩ trong thời buổi đất nước loạn ly, là biểu tượng cho niềm kiêu hãnh và bất khuất của tuổi trẻ yêu nước, của khí hùng sông núi được hun đúc từ ngàn xưa. Họ xứng đáng được sống làm người đúng nghĩa trong cõi trời đất bao la này. Chào tạm biệt những chàng trai trẻ bốn phương, Thảo theo Thạch ra xe về lại quán. Nàng mời anh một tách cà phê nóng. Gió chiều hiu hiu mát, ngồi nhìn từng giọt cà phê đặc quánh chậm chậm nhỏ xuống đáy ly. Lòng cô giáo bỗng nhiên ao ước được nghe đôi điều bí ẩn về cuộc đời của người lính Trần. Thảo bày tỏ suy nghĩ của mình với người thanh niên và tha thiết muốn được nghe câu chuyện về bố cháu Hương, người nghĩa huynh tuổi đời ngắn ngủi mà cả toán công tác đều yêu mến. Một thoáng buồn trong mắt Thạch, mặt người lính chật hằn sâu những vết nhăn của năm tháng mịt mùng lửa đạn. Trong cái mớ hỗn độn của quá khứ phiền muộn, anh vẫn hình dung ra được khuôn mặt đau đớn của người anh cả, một sĩ quan trưởng toán thuộc sở công tác nha kỹ thuật, đang hiu hắt chìm dần vào cõi tử vong. Tại một điểm bí mật của Mỹ trong phi trường Đà Nẵng, hai chiếc trực thăng UH-1B sơn màu quân đội, không bảng số, không hiệu kỳ quốc gia, lặng lẽ cất cánh bay trực chỉ ra biển để tránh radar phòng không, rồi vòng ngược trở lên, hướng về biên giới Vương quốc Lào. Viên phi công bay thật thấp, cả toán nhìn thấy rõ những đợt sóng lao xao nhào lộn, tung bọt trắng xóa tóe vỡ dưới thân tàu. Vùng biển trời và non nước quê mẹ chan chứa hồn quê hương. Ai đã một lần ra đi vào cõi hiểm nguy mới cảm nhận và trân quý phút giây thiêng liêng dạt dào yêu thương tổ quốc. Nỗi xúc cảm tràn đầy với quê mẹ hầu như bất tận. Tất cả đã chan hòa, thấm sâu vào từng tế bào của mỗi người lính đang chập chờn trong giấc ngủ ngắn ngủi mà giông tố triền miên của chiến trường không cho phép họ được tròn giấc, đã thúc giục họ lên đường xuôi nam ngược bắc, hết đông lại đoài. Họ không lý tưởng hóa hay ước mơ cao xa, họ chỉ đơn giản hiểu rằng tổ quốc đang cần và họ sẵn sàng ra đi đến bất cứ nơi nào trên đất địch, âm thầm thực hiện sứ mệnh kinh kha, dẫu biết rằng có thể là một đi không trở lại. Ra đi, họ bỏ lại tất cả đằng sau, cả tình yêu, tuổi trẻ và một quê hương đã mang quá nhiều vết thương chiến tranh đau khổ. Họ dằn xuống đáy lòng nỗi nhớ nhung trào dâng, gạt bỏ những vấn vương bi lụy, những lo âu sợ hãi, để toàn tâm toàn ý tập trung vào công tác. Đối diện với những hiểm nguy, bất trắc sinh tử đang chực chờ họ trên từng bước quân hành. Mặt trời xuống thấp dần, máy bay rời biển, bắt đầu hướng về Trường Sơn, vùng biên giới thường du giữa Việt Nam và Lào. Phi cơ bay thật thấp, là đà trên những ngọn đồi, có lúc vụt bốc lên cao, lướt nhanh qua đỉnh núi, rồi lại hạ dần cao độ bay quanh co, ngoằn ngoèo theo triền dốc hiểm trở để tránh mạng lưới phòng không và radar địch. Mãi đến lúc thung lũng lờ mờ hiện dưới cánh máy bay thì đèn báo hiệu trong thân tàu bỗng chớp nháy. Đã đến điểm DZ, Drop Zone, nơi thả toán. Trưởng toán Lâm Văn Quang đứng lên đưa tay làm hiệu cho cả toán chuẩn bị ra cửa.
Từng người một nhanh chóng rời tàu. Bóng chiều tối và sương mù núi rừng che chở an toàn cho cả toán 7 người lính xuống đất. Họ lập tức lẫn vào cây rừng, phân tán ra 4 phía, bố trí phòng thủ cấp thời. Rừng chiều vẫn cô tịch và câm nín như che chở cho họ. Chung quanh chỉ có tiếng vo ve của 7 mũi rừng săn đuổi, khiến họ phải dừng lại thoa thuốc chống côn trùng, rồi im lặng quan sát kỹ lưỡng trước khi di chuyển. 5 phút sau, cả toán bắt đầu rời vùng. Bài học dạ hành xâm nhập kết hợp với kinh nghiệm tác chiến cá nhân trong rừng được mọi người lính triệt để áp dụng. 2 giờ sau, họ đã vượt ra khỏi ngọn đồi thả toán, băng qua một thung lũng sâu và đi theo phương giác hướng về mục tiêu T01, nằm cách đó một ô vuông, khoảng 5 km đường chim bay. Đêm vẫn sâu hun hút, đất trời thinh lặng, sương khuya lạnh lẽo rơi thấm ướt vai áo, hòa lẫn với những giọt mồ hôi, vẫn không làm những người lính chậm chân hay sao lãng cảnh giác trên lối chuyển quân khó khăn, gian nan giữa đêm tối mịt mùng. Ngày thứ hai, 2 ngày di chuyển tiến dần đến mục tiêu chậm chạp trôi qua trong yên tĩnh. Rừng mênh mông và hoang vu vẫn im lìm bí mật. Cả toán đi chậm và quan sát thật kỹ từ xa, chú ý đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Họ tiếp tục tiến gần về T01. Ngày thứ ba, ban ngày, từ vị trí quan sát bằng ống nhòm trên một cao điểm nhìn xuống khoảng rừng đại ngàn trước mắt. Xa xa lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, con đường mòn ngoằn ngoèo, loang lổ được đặt tên ông Hồ. Đến sẩm tối, cả toán chợt nghe tiếng chuyển động ì ầm rất nhỏ, thoảng trong gió của đoàn xe cơ giới địch, nghe mơ hồ như từ rất xa vọng về. Cả toán nhận định có thể là đã rất gần hậu cần địch, nằm trong mục tiêu T01. Trưởng toán quan lập tức gửi về sở chỉ huy một bức điện ngắn báo cáo diễn biến tình hình. Bức điện phúc đáp ra lệnh cho anh tiếp cận mục tiêu và gửi về các báo cáo cụ thể bằng hình ảnh thực tế thu được. Ngày kế tiếp 4 và 5, thi hành lệnh, quan tìm một lộ trình hướng về những cánh rừng tiếp giáp liên hoàn với nhau và tách xa đường thông thủy để tạo sự an toàn tối đa cho toán. Rồi bẻ góc phương giác để tiến lần về mục tiêu then chốt thứ hai mà trên bản đồ là một màu xám xanh, biểu thị thuộc loại rừng nguyên sinh. Tình hình vẫn yên tĩnh, một sự im lặng khác thường trước khi cơn bão bùng phát. Kinh nghiệm dạn dày đã dạy cho người chiến binh ý thức cảnh giác và sẵn sàng chờ đợi cường lực hung bạo của cơn bão lửa sẽ xảy đến. Bất chấp là như thế nào, họ vẫn phải tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã vạch trước. Ngày hôm sau, toán viên tiền sát dò đường phát hiện thêm những dấu vết rải rác do địch để lại. Quan sát kỹ, quan đoán đó là những tổ cảnh giới từ xa của Việt Cộng. Lập tức, anh ban lệnh báo động khi biết đã vào vùng có địch và cẩn thận chia toán ra làm hai để yểm trợ nhau khi cần thiết. Trưởng toán đi đầu với truyền tin và 2 người lính khinh binh. Toán phó Thạch đi đoạn hậu với 2 toán viên, trong đó có một đề mô. Mỗi toán di chuyển cách nhau 10 phút. Quan báo về sở chỉ huy, yêu cầu hạn chế tối đa truyền tin, chỉ liên lạc theo giờ đã quy định. Để an toàn khi tổ chức đột nhập vào khu vực trong lòng địch, anh ra lệnh tắt máy. Hôm sau, ngày thứ sáu, cả toán ém thật kỹ trong mé rừng một bãi sình rộng, dày đặc lát ba khía cảnh sắc như dao. Ban ngày họ nằm im cẩn thận, chỉ dùng ống nhòm để quan sát. Ban đêm họ len lỏi bò áp sát mục tiêu, đánh dấu tọa độ và ghi lại các số liệu bằng những hình ảnh từ chiếc máy hình digital hiệu Pentax rất nhỏ nhưng đa năng, đa dụng. Cả toán sững người, mồ hôi toát ra khi nhìn tận mắt những dàn cao xạ 12 ly 7,
pháo 130 ly và 122 ly được kéo bằng xe xích. Nhưng chiếc chiến xa PT-76, T-54 vươn nòng Đại Bác 100 ly và Đại Liên 12 ly 8 trên pháo tháp như sẵn sàng xung trận bắn giết, giấy động can qua. Nhớ lại những tấm hình không ảnh mà cả toán được nghiên cứu kỹ lưỡng khi vào khu cấm trước ngày thực hiện công tác. Rồi lời kết luận của bộ phận chuyên môn phân tách tình hình công tác hành quân. Thật ra, đó chỉ là những lời lượng định và võ đoán chủ quan về một cuộc chuyển quân của địch, không lấy gì làm chính xác. Thế mà bây giờ, trước mắt quan rõ ràng là một kho tiếp vận tiền tiêu, được thiết lập trên một tọa độ thực tế chỉ cách 2 ngày đi bộ tính từ đường mòn Hồ Chí Minh. Điều đó trái ngược hẳn với thông lệ từ trước của địch là chỉ xây dựng kho bãi ở phần phía bên kia biên giới, trong vùng đất được xem là an toàn khu thuộc lãnh thổ quốc gia bạn. Như vậy, có thể suy luận là Bắc Việt đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch tấn công miền Nam quy mô sắp sửa xảy ra. Qua 2 ngày ém quân và hoạt động tích cực trong lòng địch, ngày thứ 7 trước khi rời vùng, quan ra lệnh cài lại những thiết bị cảm biến điện tử, sensor, phát tín hiệu tự động. Dụng cụ này có khả năng báo hiệu cho các phi cơ quan sát mang máy dò tìm, dễ dàng tìm ra được tọa độ địch chính xác để chỉ điểm cho máy bay đánh bom. Cả toán cẩn thận xóa sạch dấu vết và rút lui êm thấm. Ngày thứ 8, phải mất thêm một ngày nữa mới đến khu vực tương đối an toàn. Lập tức máy 68 khởi động, lên tiếng. Quan chuyển về sở chỉ huy một điện văn mã hóa, báo vắn tắt các công tác đã thực hiện và cung cấp chính xác tọa độ. Cuối cùng yêu cầu B-52 xuất trận. 3 tiếng đồng hồ sau, 2 phi tuần pháo đại bay B-52 xuất hiện trên bầu trời và nhanh chóng tấn công vào các mục tiêu đã được máy bay trinh sát võ trang OV-10 Bronco Mỹ xác định và chỉ điểm bằng đạn khói màu. Từng cụm khói đen bốc lên cuồn cuộn cao ngất trời như những trái nấm khổng lồ. Từng chùm tiếng nổ ì ầm vang động như tiếng sấm đất và trên vòng lướt của chiến đấu cơ, lưới đạn phòng không của địch chằng chịt nối nhau phủ kín đường bay, đuổi theo sâu bén góc. Độ chấn động của những trái bom 500 pound được thả xuống mục tiêu làm đất trời chao đảo. Cây rừng xao xác và hằng hà sa số những chiếc lá rung rẩy thi nhau rơi rụng lìa cành, dẫu rằng ở cách rất xa trận địa. 2 phi tuần B-52 thả hết cơ số bom vừa rời vùng, thì trên bầu trời trong vắt được điền khuyết ngay 2 chiếc Skyhawk. Từng chùm bom lửa napalm hừng hực xé gió, lao xuống đánh chặn đầu chung quanh mục tiêu bị bom B-52 cách xa vài cây số. Mảnh đất nhỏ bé vốn đã vỡ vụn ra vì bom công phá của B-52, nay lại bùng cháy lên những rừng lửa săn đặc. Loáng thoáng còn có cả tiếng nổ của các loại đạn Đại Bác, chiến xa, lẫn lộn, vùng khói đen bốc lên cao ngất, che kín cả một góc trời. Quan nhìn diễn tiến và biết là máy bay đã đánh trúng mục tiêu chỉ điểm. Quân giặc đang quýnh quán tìm đường thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Anh cả lập tức ra lệnh toán nhanh chóng triệt xuất theo kế hoạch. Rừng mỗi lúc một thưa thớt, đường đi cũng trở nên dễ hơn. Do đó tốc độ di chuyển cũng nhanh dần. Nhất là tâm lý ai cũng nôn nao muốn sớm về đến điểm tập trung LZ, Landing Zone. Họ thở phào nhẹ nhõm khi biết đoạn đường đi đến tọa độ bốc toán chẳng còn xa và như thế là nhiệm vụ đã hoàn tất. Chuyến công tác thành công như một cuộc picnic dã ngoại thú vị. Mọi người thầm nghĩ như vậy. Ngày thứ 9, Toán Cẩm Tử đặt chân lên bìa cánh rừng thưa vừa mới đi qua mấy hôm trước. Xa xa là những trảng tranh mênh mông chạy dài hút tầm mắt, hứa hẹn một địa điểm lý tưởng để dọn bãi LZ. Bom đạn trước kia đã khai quang và đốt cháy loang lổ cả một góc rừng. Toán đi hàng một, Thạch và người lính khinh binh đi đầu,
đặt chân lên vùng đất ngổn ngang những thân cây cháy đổ nám đen. Rừng trước mặt trống hoang, cây cối ngã nghiêng chồng chéo lên nhau đầy khắp, bụi than bốc lên theo bước chân người lính đi qua. Thình lình đến một khúc quẹo gắt, cả Toán bỗng giật mình, mắt mở lớn, thần kinh căng cứng như cánh cung. Dưới chân cổ thụ loang lộ vết cháy, cành lá trơ trụi, một tên địch khoảng tuổi trung niên, vai đeo sắt cốt. Ngang thắt lưng mang cây K-54 trật ngược ra đằng sau, đang ngồi trên một thân cây ngã. Quanh đó, khoảng chục tên bộ đội trẻ tuổi, súng gác một bên, nón cối cầm tay, phanh áo quạt phành phạch. Sự xuất hiện đột ngột của Toán biệt kích trong lớp quần áo ngụy trang kaki Nam Định, mũ tai bèo, cũng làm chúng giật mình phút ban đầu. Nhưng sau cứ ngỡ là đồng bọn, chúng lấy lại vẻ bình thản. Anh cả bình tĩnh nở nụ cười thân thiện, đưa tay vẫy chào. Trong lúc cả Toán biệt kích nín thở, âm thầm mở khóa an toàn mấy cây AK-47 bán xếp kẹp nách. Nằm súng kín đáo chết mũi về hướng địch, nhưng chân thì vẫn tiếp tục bước đều. Đi qua được một quãng ngắn, bất ngờ có tiếng gọi của tên trung niên mang súng ngắn. Ê, các đồng chí ở đơn vị nào, đứng lại báo cáo. Biết là sắp bị lộ, Toán Cẩm Tử tự động vừa đi vừa giãn đội hình. Thân trọng khoanh tròn thành hình cánh cung, cô lập nhóm bộ đội vào vị trí ở góc rừng. Quang đi giữa, anh bình tĩnh tách hàng, bước gần đến tên chỉ huy. Nó vụt đứng dậy, tay quờ ra sau cầm bắn súng K-54 cảnh giác, nhưng tất cả đã muộn màng. Chỉ trong sát na chớp mắt, ngọn cước Trấn Sơn gia truyền của dòng họ Lâm Đại Đường đời Lưu Bang đã từng làm vỡ mật bay hồn những viên chiến tướng nguyên mông, cả đời bôn ba trên lưng ngựa xa trường, được người anh cả tung thẳng vào mặt tên địch. Tấm thân nặng 65kg của anh bay vụt lên cao, chân trái co vào làm thành một đường thẳng góc với chân phải xoạc thẳng ra, gót chân hướng chuẩn xác vào huyệt thái dương của địch thủ. Cùng lúc, lưỡi dao găm răng cưa chuyên dùng sắc như nước rời khỏi bao da, nằm gọn trong lòng bàn tay phải của người chiến binh can trường, chĩa thẳng ra đằng trước, xuyên ngọt vào lòng ngực bề thế của gã chỉ huy. Một tiếng rú rùng rợn vang lên chưa kịp tắt, thì những tràng tiếng nổ đanh gọn của mọi loại súng rộ lên, làm chấn động cả núi rừng, đốn ngã tức khắc những con người sinh bắc tử nam. Toán biệt kích rê súng, làn đạn đạo xé gió, cày nát những thân người phía trước. Ba bóng địch ở xa nhất vụt chạy thoát vào rẽ tranh bên cạnh lẫn trốn. Thạch và một người lính phóng mình đuổi theo. Tay súng của hai anh rung lên từng nhịp dữ dội, trong lúc người anh cả đang cúi xuống vuốt mắt lần cuối cùng cho kẻ địch bắc phương, vốn chung dòng máu Lạc Hồng, nhưng vì biệt lý tưởng chiến tuyến. Trước khi lục tung chiếc xác cốt, tìm tài liệu và nhét cây K-54 vào lưng. Một tên thượng tá Việt Cộng. Những người lính còn lại mau chóng tháo rời cơ bọng súng địch, liền tứ tung khắp nơi. Trong lúc Khả, chuyên viên mìn 7, đang theo lệnh Quang rải những trái mìn phục kích định giờ bằng ngòi nổ tự động, dọc theo triền núi ngược hướng Toán quân rút lui để đánh lừa địch. Sau đó cả Toán nhanh chóng biến mình vào cánh rừng bạc ngàn nằm kế cận, khi đã cẩn thận xóa sạch tất cả mọi dấu vết. Núi rừng thâm u trở lại cái yên tĩnh lạnh lùng cố hữu muôn đời của nó. 30 phút sau, một trái hỏa châu hiệu lệnh được bắn đi từ phía địch. Toán biệt kích biết rằng chúng đã phát lệnh báo động và cuộc truy kích bắt đầu. Họ gấp rút di chuyển rời vùng. Anh cả cẩn thận bẻ góc phương giác đi theo con đường ngắn nhất dẫn đến điểm hẹn bốc Toán. Từ xa vọng lại những tiếng nổ rền hiệu quả của mìn gài định giờ. Địch bị thêm một số thương vong nữa. Chúng điên cuồng ra sức truy sát gắt gao. Những tiếng súng liên lạc từng nhịp 2, nhịp 3 nổi dậy giòn giã trên khắp tuyến đường Toán biệt kích di chuyển ngang qua. Chứng tỏ chúng đã tìm ra đúng hướng đi của Toán.
quả vậy. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, địch đã đuổi kịp Toán Cảm Tử trang bị cồng kềnh. Trận đánh mở màn vào lúc 2 giờ chiều, khi những đàn chim rừng no mồi ríu rít gọi nhau tìm cây trốn nắng. Anh cả lập tức gửi tín hiệu cấp cứu SOS và xin máy bay yểm trợ về sở chỉ huy hành quân. Theo lệnh của Quang, cả Toán giãn đội hình và nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí chiến đấu ưu thế để chống hỏa lực cường bạo của khoảng 1 trung đội quân Bắc Việt. Cỏ cây và rừng tranh ngã rạp dưới làn đạn của 2 phía. Đạn địch đang dày réo rít bên tai, đâm sủi dưới chân, xé nát thân cây trước mặt. AK, K-15, B-40, M-79, thủ pháo, lựu đạn thi nhau cày tung mặt đất. Từng lúc khoảng cách giữa ta và địch rút ngắn dần, cũng đồng nghĩa với từng giây, từng phút của sự sống bấp bênh giữa làn ranh tử sinh cần kề. Toán Cảm Tử bình tĩnh, gan dạ, giữ vững thế trận suốt trong thời gian Quang và Khả luồn lách thật nhanh từ điểm này đến điểm khác, gài rất nhiều quả mìn M-14. Sau khi hoàn tất, cả Toán âm thầm rút lui theo chân người anh cả tìm sinh lộ mới. Trận địa chỉ còn lại Thạch và Dưỡng án ngữ đoạn hậu. Những trái lựu đạn mini được ném nổ tung vào các vị trí có địch. Những viên đạn được bắn ra chính xác và bất ngờ từ nhiều chỗ khác nhau khiến địch hoang mang. 10 phút trôi qua, thình lình Thạch và Dưỡng đồng lượt khai hỏa dồn dập, rồi đột nhiên im bặt tiếng súng. 2 người lính như bóng ma lặng lẽ rời bỏ trận địa. Và chỉ 10 phút sau, những tiếng nổ ầm ầm bùng lên theo hình thái dây chuyền, lan nhanh khắp trận địa. Những trái mìn định giờ phân biệt bằng nhiều màu khác nhau, được kích hỏa tự động đã gây sự bất ngờ và thương vong cho địch không ít. Thạch và Dưỡng đuổi kịp theo Toán đang chạy thoát ra khỏi cánh rừng tranh. 7 người lính Cảm Tử bươn bả rời vùng, bỏ xa hiểm địa. Mặt trời nằm chết về hướng Tây, đàn chim rừng đang ríu rít gọi nhau về núi. Vừa đưa Toán vượt qua một con suối cạn, thì tiếng súng lại rộ lên có phần dữ dội hơn trước. Một đơn vị khác của địch bất ngờ tấn công vỗ sườn và trong loạt thượng liên bắn lén đầu tiên đã hạ gục người lính khinh binh đi đầu, trước khi anh này kịp báo động. Khi Quang đến nơi thì thế chỉ còn mấp máy đôi môi khô nẻ. Anh cúi sát xuống để còn kịp nghe thều thào 2 tiếng đứt quãng, mẹ ơi, rồi thế ngoẹo đầu trút hơi thở cuối cùng. Anh cả cắn chặt đôi môi cố ngăn cơn xúc động, nuốt ngược vào lòng những giọt nước mắt biệt ly, đưa bàn tay cáu bẩn, âu yếm vuốt mắt lần cuối cùng cho thằng em. Người bạn chiến đấu thân yêu đã vĩnh viễn nằm xuống nơi rẻo núi hoang vu xa lạ của quê hương. Mắt rừng rừng ngấn lệ, anh ngoảnh mặt đứng lên định bỏ đi, nhưng rồi chần chừ, không đành lòng. Định mệnh tàn nhẫn không cho phép những người lính biệt kích tình nguyện đơn độc thi hành công tác sau hậu tuyến địch có được một nắm mồ hẳn hoi khi chết, cũng như họ chưa một lần được công khai tuyên dương chiến công trước tập thể quân đội giống như những chiến binh khác. Họ nằm xuống lặng lẽ cô đơn, chỉ có những giọt nước mắt âm thầm thương tiếc của đồng đội và những chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống từng ngày phủ lấp lên xác thân tội nghiệp của họ như 2 câu thơ mà đời đã truyền tụng. Biệt kích chết không người xây nấm mộ, lá vàng rơi phủ kín nấm xương khô. Quả vậy, sự thật tàn nhẫn đó hoàn toàn trái nghịch hẳn với những điều lệnh nhân bản được quy định của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại là một sự thật bi thương, bất nhân của cuộc chiến tranh ngoại lệ đã xảy ra trong thực tế. Quang dằn nỗi đau, ngoắc tay gọi một toán viên. Cả 2 mang xác thế đem giấu vào một lùm cây rậm rạp. Họ chặt vội những cành lá lấp kín chung quanh, rồi đưa tay chào vĩnh biệt.
Hãy yên giấc ngàn thu, hỡi người chiến hữu anh hùng của tôi ơi. Quang lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Còn lại 6 người, Quang tổ chức lại tuyến phòng thủ bên này con suối, chờ đêm xuống sẽ lợi dụng trời tối thoát đi. Phía bên kia nhung nhúc bấm địch, đông đến cả đại đội. Chúng bắn cối 82 liên tục và tiến lên chậm chạp đề phòng miền 7. Chiều hôm đó, sở chỉ huy chỉ thị toán biệt kích cố gắng tập trung về PZ, Pickup Zone, trước 6 giờ để du lưu và sẽ có yểm trợ. Tin tức bất ngờ làm hồi sinh cả toán. Họ cảm thấy như được tăng thêm sinh lực và không còn cô đơn trong cuộc chiến đấu không cân sức lấy một chọi 10 này, mà phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về phía địch quân. Quang và Thạch thì thầm bàn bạc kế hoạch, rồi họ bắt đầu thay đổi vị trí. Trời nhá nhem, bóng tối phủ xuống dần, hoàng hôn chỉ còn thoi thóp trên những đọt cây rừng. Họ truyền tay nhau lệnh của anh cả, rồi nằm giấu mình trong vị trí chờ đợi. Ngọn đồi thấp thoai thoải hiện rõ phía trước. Tiếng súng địch vẫn nổ gay gắt sau lưng. Từ ba mặt, Việt Cộng len lỏi qua con suối đuổi theo, quyết dứt điểm trận chiến trước khi trời tối hẳn. Rồi thình lình chúng đồng loạt hô vang xung phong tiến đến chân đồi. Quang lập tức phản ứng. Anh đứng thẳng người, phất tay cho đồng đội nhất loạt ném hết cơ số mìn và lựu đạn chiếu sáng về phía địch, rồi thoát biến. Thạch dẫn toán băng qua khỏi trảng cỏ tranh. Quang giành đoạn hậu. Tách, 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 xòe, xòe, tạch, tạch, xòe, lốp bốp, lốp bốp. Ngọn lửa do mìn và lựu đạn cháy sáng gây nên, chợt phát ra bất ngờ và liếm mau qua rừng tranh, rồi bốc lên phần phần dữ dội, thiêu đốt quần áo, rau tóc địch thủ khét ngẹt. Khói cuồn cuộn phủ lên mù mịt, khói theo hướng gió thổi, thốc vào mồm mũi địch quân, làm kẻ thù tối tăm mặt mày, bực ho sặc sùa. Trảng tranh phút chốc biến thành biển lửa. Chiều rừng bỗng rực sáng, những lưỡi lửa ngùn ngụt bốc cao rồi lan rất mau về phía địch quân, tạo thành bức tường lửa ngăn chặn và đẩy lùi kẻ thù trở lui về vị trí con suối. Cảnh trí lửa rừng đỏ rực thật hùng tráng và tuyệt đẹp trong ráng chiều vàng sắp tắt. Tuy nhiên, cánh bộ đội ở phía chân đồi nằm ngoài tầm hỏa công vẫn tiếp tục nã thượng liên và cối 82 ào ạt về phía toán biệt kích. Anh cả lợi dụng thế thượng phong và thời cơ hiếm hoi, cùng hai chiến sĩ giặt qua một bên, quyết đánh buông sườn địch thủ bằng hỏa lực tối đa để cho nhóm của Thạch rảnh tay lo dọn bãi đáp trực thăng. Họ chờ chúng đến thật gần, rồi súng ba người đồng loạt khai hỏa, cộng thêm tiếng nổ ầm ầm của lựu đạn mini. Tiếng cọc cùng của M79 gõ nhịp đã đốn ngã nhiều tên Việt Cộng. Số sống sót quýnh quán chạy ngược về phía chân đồi, rối rít gòi cối mau mau yểm trợ. Trong cái hoảng loạn nháo nhác của địch quân, trong muôn ngàn tiếng nổ inh ỏi của trận đánh và những thây người vừa ngã xuống, đau đớn thay có cả bóng dáng người trưởng toán biệt kích trẻ tuổi. Một mảnh đạn cối 82 vù vơ nhưng oan nghiệt đã phá nát một bên ngực người anh cả. Máu tuôn thành vòi, ướt đẫm cả mấy cuộn băng cá nhân, nhưng người chiến sĩ gan dạ vẫn cắn chặt đôi môi đến bật máu để nén tiếng kêu rên đau đớn. Hai ống morphine giả chiến, một ống vitamin K cầm máu, một solucamphe trợ tim được sử dụng ngay lập tức để làm giảm cơn đau. Một lát sau, anh bắt đầu đi dần vào cơn mê sảng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng vừa xuất hiện hai trực thăng võ trang Cobra và một phi tuần hỏa long AC-119 đến bao vùng, đang khạc hàng núi đạn khủng khiếp như tiếng bò rống xuống đầu địch. Hàng ngũ kẻ thù tan vỡ, chúng giày xéo lên nhau mà chạy, trốn lửa, trốn đạn. Tiếp theo là tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng đang quần thảo nghiêng ngó, chờ hiệu báo bãi đáp,
niềm hy vọng thoát nguy tràn trề. Năm người lính bươn bả lên đồi. Họ bắn hỏa châu, thả khói báo hiệu, rồi tản ra phòng thủ chờ đợi. Quang cũng được Cán mang theo sau, anh vẫn chìm sâu trong cơn mê đau đớn. Chiều xuống hẳn, nhưng mảng nắng cuối cùng rơi rớt tận cuối chân trời. Mãi đến lúc phi cơ rời vùng, nghiêng cánh tránh những làn đạn lửa biến vào lòng đêm, thì anh cả chợt bừng tỉnh. Anh hỏi tình hình trận chiến, rồi nhắc tên từng người một. Tiếng nói anh mong manh như hơi gió. Cả toán nín thở nhìn anh xót xa, không một ai dám lên tiếng. Quang nhẹ cười khi biết máy bay võ trang đã đánh lui được quân địch và cả toán đang an toàn trong lòng trực thăng trên đường trở về. Lúc nào anh cả cũng lo lắng cho mọi người và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Một lát sau, bóng anh lên cơn co giật dữ dội. Hai mắt dần dần dại đi, nhưng vẫn thều thào cố nhắn gửi mấy lời cuối cùng với đơn vị, với vợ con, rồi từ từ khép lại. Anh cả hiu hắt chìm sâu vào cõi hư không vô tận. Anh đang đi dần vào một thế giới bình an màu nhiệm, không hận thù đau thương, không tan tóc chia ly. Và cuối cùng anh đã ra đi vĩnh viễn. Cái chết đã kết thúc đời sống nhỏ nhoi bèo bọt của một kiếp người. Cả toán bật khóc. Năm người lính cảm tử vốn xem nhẹ tử sinh, ít biểu lộ cảm xúc trước bao tan nát đau thương não lòng. Thế mà nay nước mắt họ ràn rụa, nghè nhoẹt trên những khuôn mặt hốc hác bẩn thỉu sau 9 ngày xâm nhập ngắn ngủi. 9 ngày của những con người can trường bất khuất. 9 ngày của uy dũng kiên cường trong lòng địch. Họ hiên ngang đối diện với kẻ thù cuồng tín phương Bắc, muốn thôn tính miền Nam bằng bạo lực, dám đi xây mộng bá quyền bằng sức mạnh chiến tranh phi nghĩa, bất nhân. 9 ngày của đầu sóng ngọn gió, tử sinh cận kề, của những chàng kinh kha thời đại, và cuối cùng họ đã thành công, đã chiến thắng. Nhưng than ôi, chiến thắng nào mà không phải trả giá bằng máu xương chết chóc? Vòng nguyệt quế nào lại không đẫm đầy nước mắt và mất mát phân ly? Nỗi đau ấy chỉ riêng mỗi mình người lính trần phải gánh chịu thiệt thòi. Và biết đến bao giờ thì những sinh mạng quý giá của người lính và những tài sản kết xù dành để phục vụ hoang phí cho chiến tranh của cả hai phía Nam Bắc sẽ được sử dụng vào công cuộc ích nước lợi dân, dùng để kiến tạo tươi đẹp lại một đất nước vốn đã có quá nhiều tan tóc, lầm than và nghèo nàn lạc hậu. Đêm dần khuya, bầu trời trong vắt, vô vàn những vì tinh tú sáng nhấp nháy. Thạch chấm dứt câu chuyện khi quán cà phê chỉ còn lèo tèo vài ba cặp tình nhân bình rình, chưa nỡ chia tay. Đống lửa đỏ rực nơi đầu điếu thuốc hắt lên khuôn mặt Thạch những vùng sáng lờ mờ méo mó, nhiều tâm trạng muộn phiền. Thảo ngồi im lặng, bất động như hóa đá, mắt nàng đỏ hoe, ướt sũng, bồi hồi xúc động. Tâm hồn nàng như có điều biến chuyển kỳ lạ, vừa xao xuyến lại vừa xót xa, vô cùng thương cảm lẫn nỗi niềm đau đớn, như có gì khúc mắc bâng khuâng thật khó lý giải. Thì ra, cái chết đôi khi cũng không lấy gì làm đáng sợ. Nếu phải hy sinh để phục vụ cho một lý tưởng cao cả của tổ quốc, dân tộc. Chợt nghe có tiếng sụp sùi phía sau lưng. Hai người ngoái nhìn lại, họ sững sờ. Bé Hương không biết đã ngồi đó từ lúc nào và chắc là đã nghe hết tất cả câu chuyện, nên cô bé ôm mặt, cúi đầu khóc nức nở. Thạch rời bàn đứng lên, đi đến bên cạnh Hương. Anh âu yếm vuốt ve tóc bé và nhẹ nhàng nói, giọng êm ái. Chắc là con đã nghe ta kể hết về cái chết của bố ruột con rồi. Như thế cũng tốt. Bố cũng định một ngày nào đó sẽ nói cho con nghe tất cả những gì mà con còn chưa biết về người bố ruột. Thế đó, bố con đã sống một cuộc đời anh hùng và đã hy sinh vì đại nghĩa quốc gia dân tộc như vậy đó.
Tuy bố con không còn nữa trên đời, nhưng con phải luôn ghi nhớ rằng anh hùng tử, khí hùng bất tử. Con phải hãnh diện và tự hào là đã mang dòng máu khí phách, kiêu hùng và bất khuất trong tim. Vậy thì con phải sống thế nào cho xứng đáng và phải làm gì để đền đáp công ơn người đã hy sinh? Bố mong rằng con hiểu và suy nghĩ đúng đắn để không phụ lòng kỳ vọng của những bậc sinh thành đã khuất là cha mẹ con và cả những người còn sống như cô giáo, như các chú bác trong đơn vị. Không gian nhỏ bé trong quán như sóng sánh, chao đảo bởi những lời giáo dục nghĩa tình của người lính trẻ. Cô giáo Thạch Thảo cũng thấy lòng rộn ràng, ngất ngây như vừa uống men say. Nàng ngước mắt nhìn chàng thanh niên mới đây còn là kẻ xa lạ. Thế mà nay bỗng dưng sao nàng thấy thân quen và yêu kính vô ngần. Dù công việc và đời sống khác nhau, dù nề nếp sinh hoạt xã hội và gia đình có chút trái ngược, nhưng nàng vẫn cảm thấy thích thú và vui sướng khi được ngồi bên nhau chuyện trò vui vẻ, thân mật như đã quen biết từ lâu. Nàng nhận ra là có thể ngồi nói chuyện suốt ngày với anh, cũng như dễ dàng bày tỏ ý tưởng của mình vì người đối thoại biết lắng nghe và biết nói chuyện. Nàng cảm thấy thật thoải mái bày tỏ cảm nghĩ của mình vì người đối thoại hiểu và tiếp nhận một cách dễ dàng. Cuộc đời cô giáo bình an, đầy đủ và hạnh phúc quá, nên không phải chứng kiến những mất mát, khổ đau đến tan nát lòng. Do vậy, nàng không biết ở trên đời này còn có những người trẻ tuổi sống rất lý tưởng và nghĩa khí, mà chết cũng không kém phần bi thương, hào hùng. Họ hy sinh cuộc sống riêng tư, chấp nhận mọi gian nan tử sinh để tổ quốc được vững bền và muôn người được sống an lạc, thái bình. Họ luôn luôn xứng đáng là những người trai anh hùng trong thời buổi đất nước chiến tranh loạn ly. Tiếng lòng thầm kín của cô giáo như vừa rung lên những điệp khúc đồng vọng tình yêu muôn thuở trong con tim người con gái vừa chớm biết tình yêu. Tiếng nhạc êm ái du dương trong đêm vắng, nhẹ nhàng thánh thót rót vào lòng cô gái những cung bậc tình yêu đầu đời, như tiếng thì thầm tình từ lứa đôi. Trái tim trình nguyên của nàng vừa rung lên những cung bậc yêu đương đầm thắm, ngọt ngào. Chầu thần nàng như được những âm ba rung động ve vuốt, mơn trớn bởi những điều kỳ diệu bí ẩn. Thạch Thảo chợt thấy cuộc đời mình vô cùng may mắn khi đã có diễm phúc quen được người lính này. Từ chiếc máy hát băng nhựa Akai của quán cà phê, phát ra một ca khúc đang thịnh hành từ bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Apollinaire, người Pháp ở thế kỷ 19. Được nhà thơ tài hoa Bùi Giáng chuyển ngữ và nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Nghe như chơi vơi trầm bổng, có lúc êm đềm du dương, có lúc lừng lững chơi vơi như biến hóa thời gian thành đá, rồi phút chốc bỗng vượt thoát thời gian, qua khỏi cái bình thường để trở thành là những giai điệu lãng mạn và bất tử trong lòng cô giáo trẻ vừa mới bắt gặp tình yêu. Thạch Thảo thầm nghĩ, có phải chăng định mệnh đã an bài khi ghép tên hai người vào cùng một tên của loài hoa quý hiếm trong thế gian, hoa Thạch Thảo. Dòng thơ xưa bỗng dạt dào như rót mật yêu đương vào lòng. Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Đôi chúng ta không tương phùng được nữa, mộng trùng lai không có được trên đời. Hương thời gian mùi Thạch Thảo bốc hơi, và nhớ nhé ta đợi chờ em đấy. Tiên Sa Lê Luyến, Atlanta, Đồng Chí 2003.